rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Tung bộ ảnh đón Giáng sinh bên các con, ca sĩ Hải Băng tuyên bố đóng hộ khẩu với ba nhóc tỳ, không sinh thêm nữa. Hải Băng hài hước chia sẻ rằng sẽ đóng hộ khẩu với ba nhóc tỳ xinh xắn, không tiếp tục sinh thêm con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hải Băng vừa chia sẻ loạt ảnh mừng Giáng sinh cùng ba em bé đáng yêu của gia đình là Kem, Coi và Kio. Đặc biệt, chia sẻ kèm những bức hình này, Hải Băng cho biết sẽ đóng sổ hộ khẩu từ đây và không sinh thêm con nữa. Noel 2019, Noel năm nay là một Noel đặc biệt với cả gia đình, đó chính là mẹ Băng. Không phải vác cái bụng bự nữa mà đóng sổ hộ khẩu với ba thành viên Tuệ, Phúc, Đức tại đây, một năm đáng nhớ và đáng vinh danh. Năm 2019 là năm khá vất vả với Hải Băng khi cô mang thai lần 3 chỉ sau một thời gian ngắn sinh em bé thứ hai. Dù được cảnh báo rất nguy hiểm, nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết tâm giữ lại con và có quá trình bầu bì cũng như lâm bồn an toàn. Cuối tháng 5 vừa qua, Hải Băng hạ sinh em bé thứ ba cho chồng là nam diễn viên Thành Đạt. Hiện tại cô đang trong quá trình tích cực lấy lại vóc dáng sau thời gian liên tục sinh con. Cùng đó, Hải Băng đang phát triển hoạt động kinh doanh riêng để cùng chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình. Ba nhóc tỳ đáng yêu của nhà Hải Băng và Thành Đạt. Chỉ trong 2 năm, nữ ca sĩ Viên Đá Nhỏ đã hạ sinh ba người con cho chồng, khiến nhiều người vừa lo vừa khen ngợi cho sự hy sinh của Hải Băng. Con của Hải Băng có tên thân mật là Kem, Coi và Kio, tất cả đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Nhiều người cho rằng Hải Băng có máu liều khi liên tục sinh con trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với bản năng làm mẹ và được giúp đỡ đồng hành từ chồng, nữ ca sĩ vẫn trải qua quá trình vượt cạn thành công và đang đảm nhận tốt công việc làm mẹ của ba em bé xinh xắn và đáng yêu.